toilet thông minh, xe thông minh và bây giờ là cả dép thông minh. Cuộc sống của người Nhật Bản có lẽ đang tiện lợi nhất thế giới. Khi nhắc đến các nhà khách truyền thống của Nhật Bản, các du khách thường nghĩ đến những căn nhà bằng gỗ, vườn đá thanh lịch, tắm nước nóng onsen và phòng được trải chiếu tatami. Chính vì thế, việc công nghệ xuất hiện và trở thành một phần của nhà khách kiểu cổ truyền là điều quá sức tưởng tượng với người đam mê văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, ProPilot Park Ryokan đã có một quyết định đột phá khi tích hợp công nghệ thông minh vào những chi tiết nhỏ nhất. Theo CNN, khi tới nhà khách này, khách hàng sẽ được chào đón bởi những chiếc dép bệt tự động đón khách. Khi không cần sử dụng, những chiếc dép thông minh này sẽ biết về chỗ định trước, đợi chờ để phục vụ vị khách tiếp theo. Thế nhưng điều đặc biệt hơn lại nằm bên trong căn phòng. Theo CNN thì tất cả các nội thất, gối ngồi và các phụ kiện khác ở trong phòng đều hoàn toàn tự động. Đồng nghĩa với khả năng sau khi người dùng rời đi thì căn phòng sẽ biết tự dọn dẹp. Tất cả những điều kỳ diệu này chỉ cần bấm một nút. Cách hoạt động của căn phòng có thể nói là tiện nghi có một không hai này, giống như một phép màu. Thế nhưng đứng đằng sau nó lại là một thứ công nghệ ít ai ngờ tới. Công nghệ đậu xe tự động của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan. Nhưng làm thế nào mà từ đậu xe hơi lại thành dép thông minh, đệm thông minh được? Với xe hơi, công nghệ đòi hỏi nguồn năng lực tự động chính xác để có thể đậu xe tự động. Một chiếc xe sẽ cần 4 camera, độ phân giải cao, có khả năng nhận xét hình ảnh thời gian xác thực và 12 cảm biến sonar để đánh giá môi trường chung quanh xe. Ông Nick Smartfield, phát ngôn viên của Nissan tiết lộ, sau khi thực hành những thông tin nhận được, hệ thống có thể đậu xe một cách an toàn bằng cách điều khiển phanh, vô lăng, bộ truyền lực và ga. Đó là với xe hơi, nhưng còn với dép hay đồ vật nhỏ khác thì việc áp dụng công nghệ này lại đơn giản hơn nhiều. Theo đó, con người chỉ việc thiết kế một vị trí start, tức là đứng chờ, nhất định cho mỗi đồ vật, và khi bấm nút, dép, gối ngồi hay bất cứ thứ gì được lập trình sẽ tự động quay trở về vị trí đó. Như vậy thì căn phòng hoàn toàn có thể tự dọn dẹp. Ở trên trần của khu vực tiếp tân và trong phòng đều có gắn camera. Ông Maxfield cho biết thêm, camera sẽ phát hiện các vật thể ở trên sàn bằng công nghệ nhận thức hình ảnh và hệ thống sử dụng những dữ kiện thu được vạch ra một con đường đến cho mỗi đồ vật đó. Khi có lệnh, việc đến vật thể sẽ lập tức được thực hiện. Được biết là với những đôi dép thông minh, mỗi chiếc đều được gắn hai bánh xe nhỏ ở bên dưới đáy. Điều đặc biệt là những bánh xe này không chỉ giúp cho chiếc dép quay về vị trí chỉ định, mà còn biến mất khi được con người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái, không bị cộm chân. Dù hiện đại và đầy thú vị là vậy, thế nhưng điều đáng tiếc duy nhất là khách sạn thông minh này sẽ chỉ mở một đêm duy nhất vào ngày 24 tháng 3 và chỉ có những người thắng cuộc trong cuộc thi media trên mạng xã hội mới có cơ hội được thưởng thức, trải nghiệm có một không hai này. Theo nguồn tin từ Reuters, một công ty Nhật Bản giới thiệu robot mới, tên Pepper, là một nhà sư robot thuê mướn để điều hành tang lễ. Pepper được mặc áo truyền thống của nhà Phật, đồng thời có thể tụng kinh niệm Phật giống như một tu sĩ. Robot được trưng bày vào hôm thứ Tư, 23 tháng 8, 2017, tại Hội chợ Công nghiệp Tang lễ ở Tokyo. Niseeco, một công ty sản xuất khuôn nhựa, viết software cho Pepper, được giới thiệu bởi tập đoàn SoftBank Group vào năm 2014. Với dân số Nhật Bản càng ngày già đi và ít dần, nhiều tu sĩ Phật giáo không nhận được nhiều sự trợ giúp tài chính từ cộng đồng, nên một số cần phải tìm công việc bán thời gian ngoài việc tu hành. Những robot này có khả năng thể hiện khuôn mặt niềm nở hay cử hành các nghi lễ như một tu sĩ thật thụ. Robot tang lễ có thể trợ giúp khi không có tu sĩ thật. Chi phí chưa tới 50.000 yen, khoảng 450 Mỹ Kim cho mỗi tang lễ so với chi phí 240.000 yen, tức là khoảng 2.200 cho một tu sĩ thật. Tu sĩ Tetsugi Matsuo cho biết ông đến hội chợ Expo và xem thử Pepper có thể truyền tải được khía cạnh trái tim hay không, vì tôi tin rằng trái tim là nền tảng của tôn giáo.
Robot hiện nay vẫn chưa được thuê mướn cho tang lễ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.